Sang Vlog bị trộm đột nhập vào nhà, nút vàng nút bạc bị phá tan tành, tài sản giá trị mất gần hết. Cư dân mạng ai cũng tỏ ra tiếc thay cho Sang Vlog. Mới đây khi vào rừng cùng những đứa nhóc để thực hiện thử thách sống trong rừng đúng ngày mùng 5 Tết, nhà Sang Vlog lại bất ngờ bị trộm đột nhập. Cụ thể vào trưa ngày mùng 6, khi trở về, Sang đã phát hiện cửa nhà bị phá khóa, bên trong bị xáo trộn và lục tung lên. Rất nhiều đồ có giá trị như máy quay, con lợn đất để tiền tiết kiệm đều bị lấy hết. Đặc biệt nhất đó là nút vàng và nút bạc đều bị phá, cậy mất phần nút ở giữa khung. Có lẽ tên trộm cho rằng đó là vàng và bạc thật. Hiện tại sau khi chia sẻ, các cư dân mạng ai cũng tỏ ra tiếc nuối, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và khuyên Sang Vlog nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Lắm kẻ ghen ăn tức ở, thực ra chẳng phải trộm mà bọn nó muốn phá hoại, tức thay cho Sang, mong Sang luôn bình yên. Anh nên báo cho cơ quan chức năng vào cuộc đi, và mỗi lần anh đi quay video anh nên gắn một camera kín để phòng luôn, đang coi luôn, ức chế giùm cho em. Ai mà ác vậy trời, không thể tin nổi luôn, chắc là anti, ghen ăn tức ở. Nhờ sự mộc mạc giản dị và nội dung dung dị cũng như giọng nói dễ chịu của Sang mà vlog anh làm bắt đầu nổi tiếng. Năm 2020, sau sự nỗ lực của mình, anh đã mua được đích mới và bật chế độ kiếm tiền. Kể từ đây, Sang liên tục cho ra nhiều video khá thú vị, đầu tư điện thoại Flycam. Sau 6 tháng mệt mỏi tự quay và đăng tải video, kênh của Sang nhận được thành quả đầu tiên là nút bạc YouTube. Tiếp đó không lâu, kênh của Sang đạt được nút vàng với 1 triệu lượt đăng ký. Đến cuối năm 2020, số lượt đăng ký lên đến 2,8 triệu lượt đăng ký. Hiện tại, kênh YouTube của chàng trai 9X có hơn 3,5 triệu lượt theo dõi. Theo thống kê của Social Blade, chuyên trang thống kê về các nền tảng mạng xã hội và YouTube, kênh Sang Vlog xếp hạng 80 trong top 100 kênh có nhiều người đăng ký nhất tại Việt Nam tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2021. Sang thừa nhận, số tiền anh kiếm được từ YouTube 2 năm qua khá nhiều, cuộc sống ổn định và không khổ như trước. Thời gian đầu, anh cũng không ngại công khai về số tiền gần 100 triệu đồng sau ít tháng làm YouTube. Hồi tháng 4 năm 2021, trên YouTube cá nhân, Sang Vlog đã đăng tải video có chủ đề Sự thật chưa bao giờ kể về tiền lương YouTube. Theo đó, chàng trai 26 tuổi đã tiết lộ số tiền thật sự lớn kiếm được trong suốt 2 năm làm YouTuber, đó là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi 30% các khoản thuế, nam YouTuber chỉ nhận được hơn 1,5 tỷ đồng, tính trung bình trong 2 năm. Mỗi tháng, Sang Vlog sẽ kiếm được hơn 60 triệu. Số tiền đó được anh trích một nửa để trả lương cho các em nhỏ quay vlog cùng. 30 triệu còn lại, nam YouTuber dùng làm chi phí đầu tư quay video mới, nếu dư ra sẽ để dành hoặc đưa cho mẹ. YouTuber nghèo nhất Việt Nam cũng chia sẻ, bản thân cảm thấy rất vui bởi sau thời gian làm YouTube đã có nhiều thứ thay đổi. Ngoài tự sửa được nhà cho mẹ, Sang Vlog còn mua được một chiếc xe máy, một điện thoại, một chiếc máy quay, một chiếc flycam và một miếng đất nhỏ ở bên cạnh để xây nhà. Hồi đầu năm 2021, Sang kết hôn với Ngọc Mai. Anh tâm sự vợ là người gốc Hoa nên rất giỏi nấu món ăn của người Hoa. Trong quá trình vợ nấu cơm trưa, Sang Vlog cũng đã hỗ trợ vợ rất nhiều. Dù thu nhập đã khá hơn nhưng căn nhà của Sang Vlog cũng không khác mấy so với trước. Có rất nhiều người hỏi Sang lấy vợ rồi sao không xây căn nhà to hơn cho mẹ và vợ. Thế nhưng Sang cho rất nhiều ước mơ, muốn dành dụm một số tiền nhất định để xây nhà hoặc Sang sửa nhà cho mấy đứa nhỏ trước. Sang và vợ vẫn còn trẻ nên sẽ xây nhà sau. Hơn nữa, Sang và mẹ đã ở trong căn nhà này rất lâu rồi. Từ một căn nhà vách tre, giờ đã có vách có lớp khá hẳn hoi rồi, Sang Vlog chia sẻ.